Chào mừng các bạn đã quay trở lại góc bếp của mình ngày hôm nay. Hôm nay gia đình của mình sẽ vào bếp và chia sẻ tới các anh chị và các bạn cái cách làm chả bong bóng hoặc là pate bong bóng thịt nguội ha. Nếu bạn nào có ý định làm món ăn dự trữ cho Tết á, thì có thể tham khảo video của mình ngày hôm nay với cái món này. Với cái món này thì chả của mình rất là dai nè, vừa vị, lên màu cực kỳ đẹp và đặc biệt là bảo quản cực kỳ lâu luôn đấy ạ. Nếu bạn nào cảm thấy thích thì bắt tay và làm chung với gia đình của mình ngày hôm nay với món chả bong bóng này đi nào. Và đây là tất cả nguyên liệu gồm có. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có 800g da heo. Da heo thì các anh chị và các bạn nên sử dụng da heo non đó, thì nó sẽ ngon hơn ha. 1,2 kg thịt đùi nè, mình nên sử dụng thịt đùi để cái chả bong bóng của mình nó mềm hơn ha. Rồi kế tiếp thì các anh chị và các bạn có thể sử dụng ở đây là 2 tới 3 cái bong bóng heo. Cái bong bóng heo này thì các anh chị và các bạn sẽ rất là dễ dàng tìm mua ở tất cả các cửa hàng bán thịt heo ha. Mình sẽ có hành củ nè. Đó, cái bong bóng heo này thì các anh chị và các bạn khi mà mình mua về á, thì chúng ta sẽ cạo cho thật là sạch trong ngoài với giấm, muối để khử đi mùi hôi của cái bong bóng heo này. Thì các anh chị và các bạn phải ngâm qua rượu trắng ha. Làm như vậy thì cái bong bóng heo của mình nó mới không có hôi và cái khử mùi tốt được. Đó, mình cứ mua về rồi mình cạo rửa cho thật là nhiều lần với nước, muối nè và chanh giấm, thì mình rửa cho thật là sạch. Sau khi mà mình rửa sạch trong ngoài rồi thì chúng ta sẽ ngâm qua rượu trắng như thế này một lúc cho nó khử đi mùi hôi ha. Bây giờ thì mình sẽ luộc da heo. Da heo thì mình sẽ cho vô nước. Ở đây thì mình sẽ có 2 củ hành mình đã bổ nhỏ ra rồi nè, và mình sẽ có nửa muỗng canh muối mình cũng sẽ cho vô đây luôn. Và mình sẽ khi mà cái nước này nó sôi thì chúng ta sẽ luộc trong vòng 20 phút. Quay lại thì mình sẽ sơ chế cái phần thịt này. Thì cái phần thịt này á, thì các anh chị và các bạn nên mua thịt đùi á, thì cái quả nạc của cái đùi á, thì nó sẽ cái thịt của nó sẽ ngon hơn. Hoặc là các anh chị và các bạn có thể sử dụng thịt nạc dăm cũng rất là ngon nha. Như vậy thì cái chả của mình nó mới ngon và nó mềm được. Rồi mình lạng bỏ đi hết tất cả những cái mỡ và cái gân của cái miếng thịt ha. Mình bỏ hết đi. Để làm chả và pate ngon thì mình nên sử dụng cái thịt ngon. Thì cái phần thịt ngon đó thì nó sẽ giúp cho cái chả của mình nó ngon hơn. Rồi cái thịt thì các anh chị và các bạn sẽ xắt mỏng mỏng, nhỏ nhỏ, dài dài như thế này nè. Đó, mình sẽ xắt nhỏ nhỏ ra ha. Khi mà mình làm pate thì các anh chị và các bạn không có nên băm nhuyễn, mà mình xắt ra những cái miếng nhỏ vừa ăn như vậy đó thì nó sẽ ngon hơn. Miếng thịt thì các anh chị và các bạn cứ lạng mỏng và mình xắt nhỏ nhỏ ra là được rồi. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành mình ướp thịt. Mình sẽ cho vô đây là 4,5 muỗng canh đường. Kế tiếp thì mình sẽ cho vô đây là 1/3 muỗng canh muối. Muối ở đây thì mình sử dụng muối hồng, thì các anh chị và các bạn cứ cân lên cỡ tầm 10g ha. Muối nhuyễn thì là nửa muỗng canh nè. Rồi mình có gia vị xá xíu. Mình sẽ sử dụng gia vị xá xíu của hiệu Thái Lan này ha. Mình sử dụng gia vị xá xíu bột thì mình sẽ cho vô đây là 1 muỗng canh, 1 muỗng canh hạt nêm, rồi 1 muỗng canh rượu mai Quế Lộ. Kế tiếp thì mình sẽ cho vô đây là 2 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng canh tỏi phi, 1 muỗng canh hành phi. Mình nên sử dụng tỏi phi và hành phi ở trong tất cả các món chả và pate của mình. Như vậy thì cái chả và pate của mình sẽ bảo quản được lâu ha. Tỏi phi nè, mình sẽ cho một ít hành bột tỏi, mình sẽ cho vô một xíu nha. Và mình cũng không có nên cho tỏi tươi và hành tươi vô ha. Như vậy thì cái tỏi tươi và hành tươi nó sẽ làm cho cái pate của mình bảo quản không được lâu và nó sẽ bị chua đó. Nên đây cũng là một trong những lưu ý khi mà các anh chị và các bạn làm pate hoặc làm chả ha. Rồi mình sẽ trộn đều lên và mình sẽ ướp ở đây ha. Quay lại thì da heo của mình đã chín, thì bây giờ thì mình sẽ vớt ra ngoài và mình sẽ để nguội. Sau khi mà mình đã để nguội rồi và mình sẽ cắt nhỏ ha. Bây giờ thì mình sẽ lạng hết những cái mỡ ở trong cái da heo này, thì mình lạng bỏ hết luôn, mình chỉ lấy cái phần da heo thôi. Da heo thì các anh chị và các bạn sẽ xắt mỏng mỏng như thế này ha. Thì khi các anh chị và các bạn xắt da heo càng mỏng thì cái miếng pate của mình nó sẽ càng ngon ha. Mình xắt mỏng nhất có thể. Đó, và mình cứ xắt hết cái số da heo của mình cần chuẩn bị là được. Vậy là da heo của mình cũng đã xắt mỏng xong rồi nè, mình cũng đã cho vô cái phần thịt rồi. Thì bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành mình trộn đều lên. Và cái phần thịt thì khi mà các anh chị và các bạn ướp gia vị thì cũng đã được 20 phút rồi, thì mình cũng sẽ trộn đều cái phần da heo và cái phần thịt này lên chung. Và sau khi mà mình trộn đều lên rồi thì nếu mà các anh chị và các bạn chưa làm liền thì chúng ta cũng có thể ướp ở đây tầm 30 phút nữa. Và mình sẽ cho thêm một chút xíu tiêu nha. Nếu mà các anh chị và các bạn ăn tiêu được thì mình sẽ cho tiêu nhiều một chút xíu. Ở đây thì mình sẽ làm cho vừa thôi để cho các bạn nhỏ nhà mình có thể thưởng thức được đó. Và cái phần bong bóng heo này thì các anh chị và các bạn ngâm qua rượu rồi thì chúng ta sẽ bỏ ra ngoài và mình sẽ thấm cho nó hết cái rượu trắng ha. Và cái phần da bong bóng heo thì các anh chị và các bạn sẽ lột cái mặt để cho nó láng thì ra ngoài. Và bây giờ thì mình sẽ tiến hành nhồi cái phần pate vô ha, phần thịt và phần da heo vô cái bong bóng của mình. Thì cái bong bóng heo này thì sẽ giao cái tỷ lệ thịt này nó sẽ dao động từ 1 cái cho tới 3 cái bong bóng heo ha, tùy vào cái bong bóng heo của các anh chị và các bạn to hay nhỏ mà mình sẽ cho cái lượng bong bóng là từ 1 tới 3 cái. Ở đây thì mình có một cái to với một cái nhỏ nên là mình làm được 2 cái ha. Còn nếu mà các anh chị và các bạn có 3 cái nhỏ thì mình sẽ làm được 3 cái nhỏ. Đó, và mình cứ nhồi vô cho tới khi nào mà mình cảm thấy cái bong bóng heo của mình nó căng tròn lên là được. Và hết cái lượng thịt rồi thì bây giờ thì mình sẽ lấy cái kim và chỉ ha, mình sẽ khâu cái miệng bong bóng heo lại ha. Và các anh chị và các bạn cứ khâu cho nó kín cái hơi lại là được rồi. Với cái cách chia sẻ mà pate bong bóng này thì mình cảm thấy rằng ăn rất là ngon và cực kỳ cuốn luôn. Ăn với muối tiêu rất là hấp dẫn luôn đấy ạ. Và đây cũng là một cái món mà mình cảm thấy rất là ưng ý trong Tết. Tại vì khi mà các anh chị và các bạn bận bịu mình chuẩn bị cái này sẵn xong rồi mình bỏ vô ngăn mát tủ lạnh. Khi nào có khách thì các anh chị và các bạn sẽ lấy ra và mình cắt ra mời khách của mình thưởng thức thì cũng rất là nhanh gọn lẹ nhưng mà đảm bảo là cực kỳ lạ miệng và cực kỳ ngon luôn đó. Và sau khi mà mình định hình cái bong bóng xong rồi thì các anh chị và các bạn lăn cái bong bóng ở trên cái mẹt như thế này nè, trên cái bề mặt phẳng như thế này để cho định hình cái bong bóng của mình nó dẻ cái phần thịt lại và cái bong bóng của mình nó sẽ tròn hơn ha. Đó, các anh chị và các bạn lăn và xoa tròn cho nó định hình lại cho nó tròn hơn. Rồi bây giờ thì mình sẽ tiến hành mình mang đi mình hấp. Hấp ở đây thì các anh chị và các bạn cho nước sôi. Khi mà nước sôi rồi thì chúng ta sẽ hấp ở đây trong vòng 1 tiếng. Cái bong bóng heo của mình nó sẽ chín ha. Và sau 1 tiếng thì các anh chị và các bạn sẽ mở nắp ra nè. Đó, mình thấy là cái bong bóng heo của mình đã chín. Và mình sẽ để nguội và mình sẽ bỏ vô ngăn mát tủ lạnh ha. Và trước khi mà các anh chị và các bạn bỏ vô ngăn mát tủ lạnh để cho cái bong bóng heo của mình nó không có bị khô thì các anh chị và các bạn sẽ lấy ra và mình sẽ bọc vô cái màng bọc thực phẩm như thế này. Rồi mình sẽ bỏ vô ngăn mát tủ lạnh ha. Làm như vậy thì cái bong bóng heo của mình ở ngoài nó sẽ không có bị khô ha. Và nó sẽ giữ được cái màu của bong bóng heo, nó không có bị thâm đen á. Rồi, và sau khi mà nó nguội hoàn toàn rồi thì chúng ta sẽ bỏ vô ngăn mát tủ lạnh qua đêm hoặc là tầm 4 tiếng là chúng ta có thể cắt ra thưởng thức rồi. Và đây là cái chả bong bóng của mình đó, cái pate bong bóng của mình đã để qua đêm rồi nè. Bây giờ thì mình sẽ cắt ra cho các anh chị và các bạn coi cái độ dẻ của cái bong bóng này, cái chả bong bóng này nó ngon như thế nào ha, và bên trong nó hấp dẫn ra sao thì các anh chị và các bạn coi mình cắt nha. Mình cắt cái chả bong bóng này thì rất là chắc tay luôn và cái miếng chả bong bóng của mình nó rất là dẻ. Và khi mà các anh chị và các bạn ăn thì chúng ta sẽ xách những cái lát mỏng ra, mình ăn kèm với muối tiêu chanh thì rất là ngon luôn và cực kỳ hấp dẫn nha. Mình cắt ra những miếng nhỏ và lưu ý rằng cái chả này thì các anh chị và các bạn nên ăn lạnh thì nó sẽ ngon hơn rất là nhiều, nên là khi mà ăn thì chúng ta chỉ cần lấy ra khỏi tủ lạnh rồi mình cắt nhỏ ra rồi mình thưởng thức thôi. Vậy là hôm nay gia đình của mình đã chia sẻ xong cái cách làm pate bong bóng tại nhà, và với cái cách chia sẻ này thì cái pate này làm cực kỳ ngon và bảo quản rất là lâu đấy ạ. Vậy là hôm nay gia đình của mình đã chia sẻ xong. Nếu mà mọi người có góp ý nào thì hãy comment ở dưới để một bà nội trợ tại nhà có thể hoàn chỉnh mình được không ạ? Rồi kênh Bếp Của Vợ xin chào cả nhà, hẹn cả nhà vào những video tiếp theo nha.